hay là xe Rolls Royce. Cái này là 40 tỷ đồng à, lên 2 triệu đô. Cái đèn này thúc nè, hai bánh đèn đúc. Fun Channel 65 xin chào mọi người. Đây là cái loại mâm đúc luôn. À, cái đuôi đèn rất là đẹp. Này bốn gói là convertible, là phía sau là cái mui trần á. Khi nó mở cái này lên á thì mình có thể là đóng lại được khi trời mưa. Còn khi trời nắng thì mình đóng cái bộ khung này xuống. Cái này gọi là convertible. 4 chỗ ngồi, hai cửa mở ngược, các bạn thấy là cửa, mở ngược này, cửa ra phía sau á, à, cửa mở ngược, và là quá là luxury, thì cái dàn vô lăng này nè, gọi hoài không bắt thôi, không nghe đâu, ồn quá đâu nghe.